Chúng ta làm công ty 27 của tập đoàn. Bởi vì anh á là mong muốn làm tất cả tập đoàn cũng mong muốn rằng là muốn mang lại cho tất cả mọi người là thế giới hết hết bệnh và thế giới không không nghèo khổ. Thì làm thế nào mà được để lan tỏa được ra những cái sản phẩm được ra mang đến lại cho rất nhiều người, thì chúng ta chỉ có cách là phải dùng cái mô hình là network thương mại. Như vậy thì chúng ta mới xúc tiến và mới lan tỏa được những cái sản phẩm đến tay mọi người tiêu dùng. Và mong mong muốn của tập đoàn á, là sắp tới hội viên càng nhiều thì những cái sản phẩm của chúng ta sẽ giá thành càng rẻ rẻ, đến lúc chúng ta chỉ có sử dụng là giống như chúng ta uống một cái chai nước Coca-Cola, một cái chai nước khoáng thôi ạ. Đó là nó phải rẻ như vậy. Nên là tập đoàn là mong muốn là người người nhà nhà đều có thể sử dụng được những cái sản phẩm tế bào gốc nguyên sinh của tập đoàn. Và mong ước của tập đoàn, mong muốn tập đoàn là sắp tới sẽ ở tại Việt Nam, sẽ mở 5 nhà máy sản xuất là tại Việt Nam và đến đến 100 nhà máy sản xuất ở tại tất cả các trên thế giới. Thì em sẽ mời CEO của Đài Loan, anh là tên là A Hổng, tiếng Trung gọi là A Hổng, thì tiếng Anh gọi là Eric. Eric thì anh cũng chỉ là một người rất là trẻ tuổi, sinh năm 1983. 1983 hiện tại là anh đang ở chủ tịch của bên tập đoàn PIP ở tại Đài Loan, và sắp tới sẽ đồng hành với chúng ta hỗ trợ thị trường Việt Nam chúng ta, mang hỗ trợ cho người Việt Nam chúng ta là cùng nhau phát triển ra thị trường toàn cầu. Eric, em chính thì ý chỉ lại cần ta cho phân xẻ ý chứ ạ. Lát nữa anh mời anh CEO của bên tập đoàn sẽ nói về cái chiến lược sắp tới của tại thị trường Việt Nam và thị trường nước ngoài. Vậy các anh chị em có muốn nghe không ạ? Nếu mà muốn nghe hãy cho vỗ tay và cho anh CEO của Đài Loan những cái trái tim nồng nhiệt nhất ạ, để chứng tỏ cho người Việt Nam chúng ta là một người rất là hiếu khách, được không ạ? Những trái tim thả tim cho anh ạ. Hoan nghênh đi, của mình dùng những cái ai xin代表欢迎你。现在是我讲话还是 Lawrence 讲话你讲话，？OK。你讲话，我来翻译。你讲话的，我来翻译。我刚有稍微介绍你了，介绍你那些了，你得跟大家 hello 一下，然后再讲讲那个以后的越南的规划，然后国际的规划。今早。你清早各安各起。院长啊，非常感谢各位今天拨空出来了解整个植物干细胞。Rất là cảm ơn tất cả nhà đã dành những cái thời gian quý báu để đến tìm hiểu dòng sản phẩm tế bào gốc thực vật của chúng tôi. 目前我们对于整个越南的规划，就是让全世界看到越南。Và chúng tôi hiện tại cái chiến lược của chúng tôi là chúng tôi mong muốn rằng sắp tới cả thế giới sẽ nhìn vào thị trường Việt Nam chúng tôi và thị trường Việt Nam và con người của Việt Nam. 目前植物干细胞的这个技术没有任何一个人引进越南。那现在我们有了 Sunny 有了阿辉夫妻，有了这个 Richard 哦，那大家是第一批。如果把这个植物干细胞引进到越南，可以让全天下的越南人都不会生病，那一定是非常好的事情。Và công nghệ của chúng tôi là đặt công nghệ độc quyền trên thế giới, và chúng tôi có cái ngành nghề làm truyền thống đã rất nhiều năm. Chúng tôi làm thị trường network, thị trường thương mại. Chúng tôi đặt cái thị trường đầu tiên là thị trường của Việt Nam, và từ Việt Nam từ thị trường Việt Nam sẽ lan tỏa ra thị trường toàn cầu toàn thế giới. Và rất là cảm ơn Zitat, cảm ơn A Huy, cảm ơn A Loan, cảm ơn Sunny và cảm ơn tất cả các anh chị em hiện tại đang có mặt ở Zoom, là mọi người đều là những người top đầu tiên của thị trường toàn cầu.
Và tôi mong muốn rằng từ những người top đầu tiên như vậy, chúng ta lan tỏa ra thị trường thị trường cả thế giới, và để cho nhiều người biết tới những cái công nghệ và những cái sản phẩm của chúng tôi. Và sắp tới chúng tôi sẽ đưa những cái sản phẩm và chất lượng càng tốt hơn nữa, để cho mọi người sử dụng cái sản phẩm là chúng ta không có bệnh tật và chúng ta đều là những người giàu có ạ.这个技术很特别，可以让你的父母长期吃下来会延年益寿10年、20年。如果天天吃，一定会发生这件事情。Và cái công nghệ và cái sản phẩm của chúng tôi á, nếu như là gia đình có bố mẹ mà sử dụng uống cái sản phẩm này, thì là giúp cho bố mẹ chúng ta tuổi thọ kéo dài và trẻ hóa ra ít nhất là 10 tuổi trở lên, và cái tuổi thọ của chúng ta càng ngày càng kéo dài.这个产品，我有个弟弟，那因为我量很大，天天吃5、6份，我的弟弟出去，人家都以为他是我的哥哥。Và trong giống như là tôi và một người em trai của tôi sử dụng, tôi rất là chịu khó uống sản phẩm, nhưng mà em trai của tôi không uống, rất ít uống, và hai chúng tôi đi với nhau thì mọi người đều nghĩ là tôi là em, còn cái người em của tôi là anh trai của tôi.这产品刚才，正如刚才我们的这个老师哦讲到的，癌细胞的长成呢，抗氧化的过程呢，这些符合抗癌的流程，变年轻的流程，我们都有。刚才老师有讲到抗癌嘛？哦，我刚才都有听。À, vừa nãy tôi có nghe là thầy thầy Phạm Phạm Đàn có chia sẻ, tôi đã dùng cái phần Google có dịch, là thầy cũng chia sẻ về các nguồn bệnh và những cái tế bào vì sao mà nguyên nhân dịch bệnh, thì bên chúng tôi đã có rất nhiều, nghĩa là sử dụng cái tế bào công nghệ của chúng tôi là đã có thể là hỗ trợ và điều trị, có nghĩa là để ức chế tất cả những cái tế bào bên trong cơ thể chúng ta, cái mầm bệnh bên trong cơ thể chúng ta.我们这个产品你吃的，像我今年40几岁，人家以为是30几岁。你现在开始大量吃，10年后你还是长这样子，20年后你还是长这样子。所以大量的服用产品会让别人跟你比这一支的，赞。Và sản phẩm của chúng tôi uống, và hiện tại bây giờ bạn đang ở trạng thái như vậy, bạn uống bạn sẽ trẻ ra 5 đến 10 tuổi, và nó luôn luôn là để cho chúng ta ở cái trạng thái như vậy và trẻ hơn 5 đến 10 tuổi, chúng ta không bị lão hóa, không bị già đi nữa.我们Bao giờ chúng ta ví dụ hiện tại bây giờ là tôi đang là 42 tuổi, thì sau này 5 năm nữa, 10 năm nữa, người ta nhìn thấy tôi vẫn là như vậy, vẫn là tôi như bây giờ, tôi sẽ không thay đổi và tôi chỉ có trẻ hơn thôi. Ok. 现在有工厂，有研发单位。我们现在到越南缺的就是人才。如果你可以好好的规划如何让 PIP 变大变稳，你一定会成为公司股东的一份子。Và chúng tôi hiện tại chúng tôi công nghệ chúng tôi có chúng tôi công nghệ chúng tôi là độc quyền trên thế giới, công nghệ chúng tôi có. Cái thứ hai là chúng tôi có viện nghiên cứu và chúng tôi có nhà máy sản xuất, chúng tôi có nhà máy sản xuất. Bây giờ chúng tôi chỉ cần là những nhân tài, những người cùng cùng có tâm, cũng muốn lan tỏa cái tâm và muốn cứu giúp mọi người, thì những người mà đồng hành với chúng tôi á, là những người đồng hành tôi, thì chúng tôi sẽ đảm bảo các bạn sắp tới là chúng tôi mở những nhà máy sản xuất ở tại Việt Nam, là các bạn đều là những người cổ đông của chúng tôi và có cổ phần trong trong cổ đông của chúng tôi, tập当đoàn của初chúng tôi.一模一样情况，我在37岁的时候，我把这个技术引进台湾，现在台湾已经几万人在吃了，所以越南各位有信心，我会陪着各位，好不好？就像刚才那位医师讲的，他会陪着各位一起努力。Và cái nữa là ở thị trường của Đài Loan ngày xưa tôi cũng chỉ là một đối tác, một nhân viên ở bên trong viện nghiên cứu ở bên trong của tập đoàn, nhưng mà tôi đã đi cùng, tôi nhìn thấy cái nền tảng và công nghệ của tập đoàn như vậy, và tôi đã nắm nắm bắt cơ hội
và phát triển ở bên thị trường của Đài Loan. Và hiện tại bên Đài Loan chúng tôi đã cứu được rất nhiều người từ cái bệnh hiểm nghèo, bây giờ hiện tại đã trở thành những người lành lặn. Và rất nhiều những người mà đi đồng hành với tôi hiện tại giống như tôi cũng là một cổ đông của bên tập đoàn và cũng đã sở hữu được rất nhiều những cái cổ phiếu gốc của tập đoàn.当初我37岁Và跟tôi人，cũng sẽ đồng hành với các bạn đến cùng.当初我37岁跟人家分OK, 享你这个先技讲。术好。的时候，37岁跟人家分享这个技术的时候，很多人拒绝我。但是现在几年过后，我们有律师，我们 Lawrence 加入了，整个家族都进来了。我们有医生，我们有学校的博士教授，我们有高端的这些人士，用的都很好，都来谢谢我们。这个是真正这个技术存在的价值。Và ngày xưa tôi mới đi làm, tôi mới về thị trường Đài Loan phát triển, rất nhiều người người ta cũng không tin tôi và người ta cũng đều đổ nước lạnh vào tôi. Và thôi, qua một cái thời gian tôi kiên trì, một thời gian tôi kiên trì chỉ trong vòng hơn 6 tháng trở lại, là những người đã từ chối tôi và những người đã đổ nước lạnh tôi thì bây giờ họ cũng đều là những đối tác của tôi. Và tất cả những rất nhiều những minh chứng và những minh chứng sản phẩm đã là tiếng nói của cho tôi. Nên là bây giờ hiện tại bây giờ là rất nhiều là viện trưởng và luật sư rồi thì công an rồi thì bác sĩ, là rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội là đều là hội viên và là đối tác của chúng tôi. Nên các bạn thì công nghệ, những người sau này họ sẽ đối tác sẽ hiểu và sản phẩm sẽ nói lên minh chứng cho chúng ta.如果你相信这个技OK. 术，不要相信3个月，不要相信6个月，你要疯狂的相信它至少3年，你会得到很有趣的国际组织。你一定要相信它3年以上，然后我会带你到泰国，带你到马来西亚，带你到韩国，到你到中国，我会带各位到世界各国去开拓市场，好吗？刚才我有分享了，有讲过了。已经有讲过了嘛，哈，好，所以我很希望，对，很你要希望这，计划在越南，那开始布局，然后就是准备是有什么市场，然后大概什么时候就是在我们越南这边有工厂那些的，然后计划什么时候有在国际市场。好，这边跟各位分享一下哈，我们在今年底就会再开一个国际市场出来的，但是我希望是由你们越南开出来的，哦，由越南开出来，我们才去开。越南还没开出来的，我们都不去开。哦，我们会再开拓一个国际市场到2个国际市场，今年底。不是说那个九月份那个时候，我们有五个市场同时一起开，然后但就是是印。今年底，今年底就是要有那个，就是有越南再开始再自己去开，是不是？哦，没有没有，我的意思是，如果你们有越南、泰国的，我们会帮你带；你们有别的国家的，马来西亚的人脉呢，跟我们讲，我们帮你带；有印尼的，我们帮你带；有泰国的，我们帮你们带。这样清楚吗？哦，所以要让公司去做物流跟金流。哦，这是我们的规划，今年年底希望有5个国家：台湾、越南、泰国、马来西亚、印尼，我们在努力。Và hiện tại sắp tới chuẩn bị là sau cái tháng 9 này đến tháng 10 là sẽ có triển khai là 5 thị trường quốc gia: Thái Lan, Malaysia, Indo và Đài Loan. Thì nếu mà sắp tới thì qua tháng 9 là đến tháng 10 thì những các lãnh đạo nào ở thị trường nước ngoài nào có người muốn phát triển mở thị trường nước ngoài thì chúng tôi sẽ hỗ trợ từ cả về hàng hóa, kho hàng và vận chuyển, tất cả chúng tôi sẽ tập đoàn chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các lãnh đạo mở thị trường nước ngoài. 那么这几个国家稳定之后呢，我们希望在2年内在越南的北方设工厂，所以未来东南亚的人如果要参观工厂，只能来越南参加，这样好不好？Và chúng tôi sẽ đang kế hoạch là chúng tôi qua hết năm nay, đến muộn nhất là 2 năm sau là chúng tôi phải hoàn thành nhà máy sản xuất ở tại Việt Nam.
Và sau này tất cả những thị trường nước ngoài muốn tham quan viện nghiên cứu và nhà máy sản xuất là đều phải đi về về Việt Nam chúng ta tham quan, và đi về Việt Nam chúng ta vừa du lịch vừa tham quan.然后我们会从现在草创期很努力的这一批，邀请各位变成工厂的股东。Và cái nữa là chúng tôi cái thời gian đầu là các lãnh đạo rất vất vả, tôi sẽ ưu tiên là 50 người lãnh đạo là đầu tiên thị trường là có cống hiến cho tập đoàn là sẽ đưa vào là cổ đông và đều có cái ký giấy ký kết hợp đồng đàng hoàng.所以在未来，如果你是工厂的股东，有医院要跟你下原物料的，我们可以跟医院合作；有超商要做人参咖啡的，你也可以跟超商不同的品牌合作；有酒的部分想要加野山人参，也可以由你当代表出去跟他们合作，你的通路就会多元化。Và cái nữa là chúng tôi không chỉ là phát triển về hệ thống, chúng tôi còn phát triển rất nhiều về truyền thống. Sau này tất cả những mọi người cùng là cổ đông của chúng tôi, chúng ta cũng có thể là đi kết nối những ngành nghề truyền thống họ muốn gia công thương hiệu của chúng tôi. Và về phần sản phẩm của Network là những cái sản phẩm nào tiêu biểu có hiệu quả ở trên thị trường, đang hot ở thị trường, chỉ cần đưa cho chúng tôi là chúng tôi có thể là sản xuất ra sản phẩm và chất lượng còn hiệu quả hơn hơn ở thị trường. Thì sắp tới thì sẽ có thể làm một thêm những cái sản phẩm về cà phê, chăm sóc sức khỏe uống bằng cà phê, hay là thải độc tố bằng cà phê, giảm cân bằng cà phê.如果我们在人的这个通路做得不错，工厂也不错，接下来就会有上市公司来并我们，或者我们让这个技术变成上市公司，大家可以变成上市公司的原始股东。Và mục đích của chúng tôi tất cả, vì sao mà hệ thống chúng tôi chi trả tiền thưởng là cao như vậy, bởi vì cái chúng tôi cổ phiếu của tập đoàn chúng tôi cũng đã lên sàn, và mục tiêu của chúng tôi là sẽ hỗ trợ cho những công ty con là đều lên sàn. Thì Việt Nam chúng ta cũng là một cái mục tiêu của tập đoàn, thì những người như có cống hiến với tập đoàn sắp tới là sẽ những được chia những cái cổ tích của tập đoàn, cổ phiếu gốc của tập đoàn. Và cổ phiếu của Việt Nam chúng ta, thị trường Việt Nam chúng ta chỉ cần có hội viên nhiều thì tập đoàn sẽ lên sàn thêm một cái công ty con, thì tất cả những người mà đang là cổ đông của chúng tôi, thị trường Việt Nam đang là cổ đông của chúng tôi đều có những cái cổ phiếu gốc của bên chi nhánh của chúng tôi.为了这个梦想，为了我们的小孩，为了我们的父母，我们一起加油努力，好不好？Và chúng ta vì cộng đồng, vì đất nước và vì con em chúng ta cùng nhau cố gắng, được không ạ?一起加油！Để mà cùng nhau cố gắng, chúng ta hãy thả những ai tim những ai xin những trái tim, cố gắng trái tim,加油.让全世界看到越南。Để cho toàn thế giới nhìn nhìn trái tim của Việt, trái tim Việt nhìn thấy tâm của người Việt Nam chúng ta.好，我分享到这边，谢谢各位，感恩。OK, xin chào. Hôm nay là cảm ơn mọi người. Nếu mà ai có muốn hỏi cần hỏi đáp thì sẽ cho 5 phút để trả lời câu hỏi, được không? 5 phút cho mọi người giao lưu cùng với cả CEO. Thank you. Trong thời gian chờ đợi 5 phút, chúng ta có câu hỏi nào dành cho CEO thì mọi người có thể là trái tim để em chụp bức ảnh được không ạ? Trái tim để em Này, chụp cùng nhau chụp bức bức ảnh, cùng nhau chụp lại. Này, xin Thank chào, ta xem Thái Văn mình, của mình dùng, của mình nó cái dùng gì xem. Em ơi, cho thầy chụp ảnh xong rồi cho thầy tiến sĩ Vũ lên giao lưu cùng mọi người một chút nha. Ok. Thầy 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 tiến sĩ Vũ. em đếm ba Nó hai là một phố sư, phố sư hiểu trai mà, tỉnh xa phố sư sang lại giao em lưu đi xem. bên Này, trái vừa nãy chị ở bên khai này cho hỡi trao, bên hỡi phải trao, hỡi bên trao. này có sư在不在 Lawrence Hỡi trao đi xem. 2 3
Ok. A Hồng, A Hồng. One, two, A Hồng hỡi cho tay sau. Three. Ok. Tiếp đi. Ok. Good. Thank you. Ok, ok. 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 Bố sư có tại mà? Có, có tại. Hey. How? Ok. Chào yêu à. À, đi cân ta cha, hello y cha. Đây, ờ, mấy quan chỉ, chưa đang... Chị tại ngoài miền à? Hey. Ở đâu chiến trường có tham dự là. Ok. Ta cha y chỉ chào yêu. How, how, ok. How. Ok. How, how. How, how. Chào yêu. Chào yêu, chào yêu. Đây, đây đây là tiến tiến sư Vũ cũng hơn 60 tuổi rồi. Tiến sư Vũ là có hai bằng luật sư và hiện ở Mỹ. Hiện tại bây giờ là tiến sư Vũ là tập trung là 100% là hỗ trợ thị trường của PFP. Đấy, tiến sư Vũ là hơn 60 tuổi và bây giờ bởi vì là uống nhân sâm á, là khổ vì khỏe nên là lấy được cô vợ, phải lấy cô vợ là trẻ hơn là 30 tuổi. Đấy, thấy không? Mọi người thấy tiến sư Vũ không này? Hello, cho tất cả nhà thả cho tiến sư Vũ một những cái ai xin lồng nhiệt nhất nào. Tiến sư Vũ là tiếng Anh rất chi là giỏi, mà sắp tới chúng ta mà có thị trường của bên nước ngoài dùng tiếng Anh thì tiến sư Vũ sẽ hỗ trợ chúng ta. Nên là chúng ta rất chi là may mắn là các lãnh đạo là thị trường đầu tiên, và sắp tới là có thị trường nước ngoài là sẽ hãy tận dụng cái nguồn nhân lực của chúng ta, là chúng ta bùng nổ, cùng nhau bùng nổ thị trường nước ngoài. Đấy, chỉ cần chúng ta chỉ cần bây giờ chúng ta giữ chỗ vị trí trước, chúng ta hãy giữ vị trí trước và đến cuối đến tháng 9, đầu tháng cuối tháng 9 là sẽ có những cái kỳ tích là sẽ thông báo cho mọi người sau. Và đến cuối tháng 9 là sẽ có cái lịch các lãnh đạo sẽ đi đặt tiêu chuẩn, sẽ đi sang viện nghiên cứu ở và về Việt Nam là chúng ta sẽ bùng mạnh. Mà bây giờ là chỉ là vừa làm vừa học, là vừa làm vừa mài mài dao thôi mọi người ạ. Đó, còn sắp tới là sẽ hỗ trợ cho chúng ta là những lãnh đạo mà muốn phát triển thị trường và có ưu tú là công ty hỗ trợ chúng ta từ thời sự, từ báo chí, từ tất cả các thứ để cho chúng ta có những hình ảnh và có những cái khóa học mà chuyên sâu nhất.